Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thọ tưởng hành thức là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thiện thân ý xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tĩ thiện thân ý xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.